Xin chào tất cả các bác anh các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video nó là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg, trên 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này thì tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần nha các bác. Đây rồi, đầu tiên bây giờ em sẽ quay vào mẫu số 1 này. Nếu em quay trên video mà không được rõ được chi tiết mẫu nào, các bác có cần xem lại hình ảnh thì các bác cứ báo cho em vào trong Zalo thì em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Đây, đầu tiên là mẫu số 1 này. Ở đây em sẽ có bộ combo gồm 3 cái bánh nhông nha các bác. Đây, 3 bánh nhông này. Cái này bằng sắt nhá. Đây nó sẽ có một cái phần gối bằng sắt luôn này. Bên trong mẫu này nó sẽ có bi nha các bác, có bi xoay. Phần khung sắt này, mẫu này độ dày đo được là 15 các bác. Phần bánh nhông độ dày đo được là 7 ly. Mẫu này đường kính này, đường kính ở đây em sẽ đo được là 65. Cái này cái to này, cái phần gối nó cũng to nha. Còn mẫu này bên trong cũng có chục bi này các bác, phần gối này. Cái này phần độ dày của nó là 7 ly. Bên ngoài này, bên ngoài đường kính mẫu này đo được là 64 nha các bác. Còn chiếc thứ ba mẫu này nhỏ hơn, bên trong cũng sẽ có chục bi như này. Mã bi này 6001. Mẫu này ở đây đo được là 5 ly các bác. Còn đường kính này, mẫu này đường kính bên ngoài này, để em xem nào. Cái này đường kính ở đây em đo là 49 các bác. Combo này gồm tổng là sẽ có là 3 chiếc của mẫu số 1. Combo có giá là 100.000, các bác chốt cho em là mẫu này nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Số 2 đây em có bộ combo mấy cây trục tròn này. Trục tròn này nó hơi lộn xộn một chút nhé. Đây có mấy cây to này. Như cái cây to này, trục tròn em sẽ đo được là phi 25. Ở đầu này có lỗ ren này các bác, hai bên có lỗ ren luôn nha. Phần lỗ ren mẫu này đo được là 7 ly. Chiều dài này, mẫu này chiều dài đo được là 16 cm. Cái mẫu này là có 3 cây. Còn đây là các cái cây nhỏ. Các cái cây nhỏ này, cây này thì là trục phi 15. Cây này là trục phi 12. Đây là có cả cái mẫu trục phi 20 này. Đây cả mẫu trục phi 20 nha các bác. Combo này gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây của mẫu số 2, có giá là 120.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là cái mẫu này. Cái mẫu này thì nó sẽ là hạng kiểu ngắn hơn nhá. Như cái mẫu này này là phi 20 này các bác. Phi 15 này. Cái này phi 15. Thế là sẽ có phi 20 và phi 15 nha các bác. Đây các bác, như cái mẫu ngắn như này. Đây là mẫu này là có cả cái bi đây này các bác. Đây combo này cũng rất là nhiều. Mẫu của mẫu số 3 có giá là 150.000 là tất cả chỗ này luôn nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 mẫu này nó có một cỡ thôi này. Đây các bác. Cái combo này nhiều này. Ở đầu đây nó có cái phần ốc này các bác. Trên đầu sẽ có cái phần ren này. Mẫu này phần ren đầu ngoài đo được là 15. Phần trục tròn đo được là phi 16 á. Chiều dài này, để nguyên như này đo tổng chiều dài của nó sẽ được là 26 cm. Đây có cái có hai có mấy cái không có ốc này. Còn mấy cái này không có ốc mà có lỗ ren nhá. Em xem combo này, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11 chiếc. Combo này gồm 11 chiếc của mẫu số 4 có giá là 200.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 ở đây có bộ combo mấy cái bản lề này. Combo tất cả các bản lề này. Đây là có cả cái bản lề này cho bằng inox thôi. Đây để em thử lâm châm thôi nào. Cục lâm châm đâu người ta. Các bạn đợi một chút nha. À cái này bằng inox này. Ở đây có một cặp này bằng inox này các bác. Còn các cái này đó bằng nhôm ấy. Đây không hút lâm châm. Cái kiểu này trông rất là lạ này các bác. Combo này lộn xộn nhiều kiểu nha các bác, chứ không phải một loại đâu. Tất cả combo này là của mẫu số 5. Tất cả chỗ này sẽ có giá là 70.000 thôi nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là cái này. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây. Ở đây nó có các cái núm như này các bác. Đây có một cái miếng mặt bích như này. Em đo cái kích thước của nó này. Cái này bản ngang phần khung là được 9,5 cm, chiều dài là 14 cm này. Đây các bác. Đây. Ở đây có combo là tất cả chỗ này luôn, là của mẫu số 6 này, có giá là 100.000 tất cả như luôn nha.
Con này hiện tại là đang có là hai bộ nha các bác. Hai bộ này, có cái thì còn đầu dây điện này, có cái thì nó cắt rồi nhá. Đấy. Như đây là một combo này, combo tất cả chỗ này luôn, để em xem bao nhiêu cái đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 cái các bác. 9 cái luôn, một combo 9 cái của mẫu số 6 100k. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Đây số 7 đây. Số 7 đằng này là cái bi trục tròn các bác, bên trong của nó sẽ là cái lỗ bi của nó là phim 12. Phim 12 nhá, ở đầu ngoài đây có cả cái đầu bơm mỡ vẫn còn nguyên. Kích thước của bi này, mẫu này chiều dài là 7 cm, bản rộng phần đế là 4,1 cm nhá. Cái này em bán theo combo 100.000 combo 4 chiếc, các bác chốt cho em là mẫu số 7 nhá. Phim 12 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là mẫu xi lanh hơi này. Mẫu này hàng mới về nha. Bác nào chốt bao nhiêu cái thì báo em. Phần thân mẫu này sẽ thân inox nha. Ở đây nó có cái đầu van ống, nó sẽ là ống 8 này. Bên trên sẽ có cái phần khớp như này luôn. Phần ti hơi mẫu này hành trình này. Mẫu này phần thân bên ngoài của nó sẽ là phi 32, hành trình 180. Các cái phần ti hơi này nó đẩy lên hành trình sẽ được nằm 18 cm. Phần ti hơi thì em sẽ đo được là phi 14 ạ. Tất cả đầu van ống nó vẫn còn đầy đủ như này, không có bị thiếu nha. Đấy. Tất cả đầu van ống đầy đủ, phần khớp bên trên cũng có đầy đủ luôn. Mẫu số 8 này, cái này của em có giá là 100.000 một chiếc thôi các bác. Và bác nào mà mua 10 chiếc chuyển khoản thì được miễn ship luôn đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là cái này kiểu như cái hộp số giảm tốc à. Ở đây nó có một cái phần lỗ này, phần thân này bằng sắt nhá. Trên đầu sẽ có một cái phần bu ly. Phần ránh bu ly mẫu này đo được là 16 á. Phần lỗ trục ở đây này, phần lỗ trục bên trong ném đo được là 8 ly. Phần mặt bích này, ở đây vuông đo được là 40. Phần thân ở đây đường kính đo được là 63 các bác. Chiều dài này, cái này đo tổng chiều dài của nó sẽ được là 12,5 cm. Đây là mẫu số 9 nhá, cái này của em có một chiếc thôi, có giá là 200.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 đây, số 10 bộ combo ở đây em đang có 4 cái xi lanh hơi. Cái này xi lanh hơi 3 ti này. Mẫu này hàng SMC, phim 12, hành trình 10, đầu dây cảm biến vẫn còn này các bác. Đấy, phần thân của nó sẽ thân nhôm nhá. Chiếc này, phim 12, hành trình 20, xi lanh hơi 3 ti nha các bác. Đây này. Đấy, mẫu này đầu van ống này, hai cái dây cảm biến cũng còn luôn. Chiếc này là bao nhiêu đây? Chiếc này phim 12, hành trình 10. Chiếc này đầu ống 4 này. Mẫu này là phim 12 hành trình 10 luôn. Thế là có 3 chiếc hành trình 10 và 1 chiếc hành trình 20. Combo tổng gồm 4 chiếc của mẫu số 10 có giá là 120.000 thôi ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 ở đây có bộ combo này. Cái này nó bằng nhựa nhá. Đây bên trong nó mở ra sẽ như này này. Đây đóng vào khớp và nó sẽ như này. Đấy, đóng khớp như này nhá. Đây, em sẽ đo kích thước. Mẫu này phần lỗ bên trong của em đo là 13. Phần bên ngoài này đường kính đo là 30. Chiều cao này đo là 34 ạ. Combo này là của mẫu số 11, có giá là 50.000, gồm 2, 4, 6, 8, 9 chiếc ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 ở đây có bộ combo gồm 2, 4, 6, 8 chiếc. Chiếc đồng hồ các bác. Các bác biết đồng hồ đo gì đây. Cái này là hàng, như mẫu em đang cầm là hàng của TBC, là hàng Hàn Quốc nhé. Điện nó sẽ ghi là điện 12 hoặc là 24V. Tất cả những cái mẫu này em thấy là màn hình còn đẹp, không có bị bể vỡ đâu nhé. Đấy. Nó sẽ có là hàng SMC và hàng TBC này. Tổng combo này là mẫu số 12 100k thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 13. 13 là cái bộ này. Đây các bác, nguyên một bộ combo các cái đầu van này, đầu van ống nối này, ống khóa này. Cái này của nó sẽ có ống 4, từ ống 4 này là ống 8 nhá. Đây như cái mẫu này ở to là ống 8 này. Đây có cả một bộ nguyên trên này này các bác, bộ van ống khóa này. Đây nó có cả cái số ở trên này này các bác. Đây ống của nó sẽ là ống 8 nhá. Đây combo vừa ống to, ống nhỏ. Đây mẫu này là mẫu to nhất này. Này mẫu to nhất của nó là mẫu 12. Combo này nhiều lắm các bác. Nguyên combo cả rổ này là của mẫu số 13, có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 14. 14 đâu? Đây 14 đây. Đây ạ. 14 mẫu này em có bộ combo gồm 5 cái van điện nhá. Như cái mẫu này để em cầm tay này là hàng của SMC Made in Japan. Các cái đầu gen ống này của nó sẽ là bằng đồng nhá. Đầu ống sẽ là ống 8 á. Phần đầu dây điện nó cắt này này. Phần thức thì em thấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Tất cả đầu gen ống vẫn còn nguyên. Như cái mẫu này ở đây bản ngang đo là 9 cm này. Còn chiều bên này đo là 8 cm nhá. Đây các bác, các cái đầu gen này toàn bộ bằng đồng này. Ống này của nó sẽ là ống 10 này.
ống 8 và ống 10 nha các bác. Combo này tổng sẽ gồm 5 chiếc của mẫu số 14, có giá là 150.000 thôi ạ. Giá rẻ luôn các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 15. Đây 15 là bộ combo này. Ở đây nó giống như kiểu mấy cái khóa hơi các bác. Đây bên trên nó có cái công tắc như này. Đầu ống mẫu này sẽ là ống 6 nhá. Đây. Made in Japan. Mẫu này có mấy chiếc đây? Mẫu này có 4 chiếc này. 5 cái. Mẫu này có 5 cái này. Còn đây là một hai cái chùm này, không biết là cái gì đây. À cái xi lanh. Đây là cái xi lanh các bác. Đấy. Đây là phim 10 hành trình 10. Đây có hai chùm xi lanh nữa này. Đầu ống của nó sẽ là ống 4 vẫn còn nhá. Combo này là các cái đồ kiểu cái gạt hơi này, là cái gạt hơi với cả xi lanh hơi. Combo của mẫu số 15 có giá là 120.000 thôi ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. Đây 16 đây. 16 là vít me các bác. Này là vít me bi nhá. Mẫu này em đang có 4 chiếc này. Đây các bác, vít me bi nhá. Mẫu này là hàng đêm xem nào. À đây. Mẫu này hàng của THK các bác, Made in Japan nhá. Cái này vì phần vít me đêm đo là phim 16 á. Chiều dài này. Mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ đo là 22 cm. Đây là mẫu số 16, cái này của em có giá là 60.000 một chiếc thôi. Mẫu này em đang có là 4 cái. Các bác chốt là mẫu 16 nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 17. 17, à đây 17 trên này. 17 đây em có bộ combo cùng mấy cái đây, cùng 4 cái xi lanh hơi. Đây, mẫu này có 2 chiếc này. Đầu van ống mẫu này của nó sẽ là ống 6. Mẫu này là hàng của Etac. Phi 20 hành trình 60. Phần ti hơi mẫu này đẩy lên hành trình sẽ được là 6 cm. Hai cái đầu dây cảm biến của nó vẫn còn này. Em đo kích thước phần thân. Mẫu này bản ngang của nó là 4 cm, chiều dài phần thân là 10,5 cm nhá. Mẫu này có 2 chiếc. Còn mẫu này. Mẫu này là hàng của ai đây? Made in China. Hàng này là hàng CKD à. Đầu van ống sẽ là ống 6 này. Mẫu này là phi 25 hành trình 150. Phần ti hơi mẫu này đẩy lên dài các bác, hành trình sẽ được là 15 cm luôn đấy. Phần thân bản rộng 4 cm, chiều dài phần thân là 18,7 cm nhá. Combo này gồm 4 chiếc của mẫu số 17 có giá là 150.000 nè các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. 18 ở đây em đang có cái mẫu dơ le. Cái này là dơ le điện, đây là điện DC 24V nhá. Phần chân đế này nó ghi là 250V, nhưng cái phần thân bên trên này, dưới lên kính này sẽ là 24V. Cái này thì em sẽ bán theo combo là 100.000, combo 5 chiếc. Đây em có nguyên một rổ đây nha các bác. Các bác chốt cho em là mẫu số 18 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 19. 19 là cái mẫu này. Đây các bác, cái này nó giống như các cái đầu van khóa hơi sao đây. Đầu ống sẽ là ống 6 các bác. Đây nó có cái đầu ống này, một cái đầu ống chứ. Nó ấy ra 4 cái đầu dây luôn. Đây là ống 8 ấy, đang chuyển ra ống 6 này. Đây là các cái thân của cái chia hơi. Đây là các cái đồ liên quan đến đồ hơi ấy các bác. Đấy, bác nào chốt combo này thì báo em nhé. Đây một chùm luôn này. Này nó bị bể đây rồi này. Bộ combo này là của mẫu số 19 các bác. Tất cả chỗ này luôn có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 em bán theo combo nhé. Combo này sẽ gồm hai cái khởi. Mẫu này là khởi của Fuji các bác, 19A này, AC32A. Phần chân ốc vẫn còn đầy đủ. Em xem là mẫu này hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ nhá. Bên dưới có phần chân cài. Mẫu này đây nó ghi là, đây chỗ này nó ghi là 250V này các bác, Made in Japan. Còn chỗ này nó ghi là DC24V này các bác. Đây bên dưới này, coi của DC24V nhá. Hàng đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Hai chiếc này là giống nhau, là một cặp. Mẫu số 20 có giá là 200.000, combo 2 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 21. 21 là cái này. Này là cái dơ le kính. Cái này là điện, là hàng của Omron này. Đây nó ghi là điện DC12V. Cái này là DC12V nha. Cái này bao nhiêu đây? Ô cái này là 24V này. Đây có một chiếc 24V này. Để em xem kỹ xem là từng chiếc bao nhiêu nhá. Cái này là 6V này, có một chiếc 6V nữa này. Mẫu này là 24V. Mẫu này 12V. Thế trong đây là gồm 6 chiếc thì nó sẽ có 3 loại, 6V, 12V và 24V. Combo mẫu số 21 có giá là 120.000, combo 6 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 22. 22 là bộ combo này. Combo này kiểu như các cái cầu đấu, cầu điện như các bác. Đây các phần chân ốc của nó vẫn còn sáng đẹp này. Phần hình thức bên ngoài là còn đẹp, không có bị bể vỡ nhá. Bên dưới mẫu này nó có cả chân cài này. Made in Korea này, hàng Hàn Quốc các bác. Mẫu này còn cái phần đầu dây điện ở đây nhá. Ở đây là mấy cái nó nhỏ hơn. Đây các bác.
Đây kiểu như nó sẽ có cái đèn báo ở đây này, phần chân ốc bên trong này, cái cầu điện vẫn còn nguyên, cổng chân giắc cắm vẫn còn nhá, không có bị bể vỡ gì cả. Combo này tổng sẽ có là 5 chiếc của mẫu số 22, có giá là 100 ngàn nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 23. Đây em đang có mấy cái motor này, mẫu này kiểu motor step nhá. Bên trên nó sẽ có một phần trục, nó có cái buli như này. Mẫu này phần buli này, ở đây em sẽ đo được của nó là 6 ly. Kích thước phần thân motor, mẫu này bản rộng là được 5,5 cm, chiều dài của nó 5,5 cm nhá. Đây là hình vuông rồi. Cái này ở đây nó có cái đầu dây điện nó cắt như này. Mẫu số 23 này, cái này của em sẽ có giá là 100 ngàn một chiếc. Đây, ở đây có 6 chiếc, cái nào cũng còn cái đầu buli bên trên nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là bộ combo này. Combo này kiểu như các cái hộp cầu điện ý, bên trong nó sẽ có các cái cầu điện như này. Chân ốc thì vẫn còn này. Mẫu này có cái, mẫu này có mấy chiếc đây? Mẫu này có 3 chiếc này. Bản rộng là 8 cm, chiều dài của nó được 23,5 cm. Đây là chiếc dài nha, chiếc dài có 3 chiếc này. Đây, còn đây là 2 chiếc ngắn với cả 1 chiếc nhỡ. Chiếc ngắn này, mẫu này bản rộng là 6,5 cm, chiều dài là 11 cm. Mẫu ngắn này có 2 chiếc. Mẫu trung bình này, mẫu này bản rộng 7,5 cm, chiều dài là 17 cm ạ. Tổng combo này sẽ gồm là 6 chiếc của mẫu số 24. Combo có giá là 120.000 ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 25. 25 đâu? À đây là 25 đây rồi. 25 ở đây có bộ combo này. Combo này là các cái hộp công tắc nhá. Đây có, trên đây nó sẽ có cái hộp công tắc nhấn như này. Có cái vỉ mạch này. Ở đây đằng sau sẽ có cái cổng chân giắc cắm điện 110 hoặc là 220V. Đây. Đây các bác. Ở đây em có combo gồm 4 chiếc nhá. Để em xem có cái chiếc nào bị bể vỡ không này. À, không có cái nào bị bể vỡ các bác. Vẫn còn đầy đủ nhá. Này đây em có combo sẽ gồm 4 chiếc. Các bác chốt cho em combo này sẽ có giá là 80.000. 80.000 4 cái thôi nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 26. 26 là cái hộp màu đen này. Ở đây nó có cái phần đầu dây điện, có cả đầu dây rắc vẫn còn luôn. Để em xem có cái tem thông số nào không nào. Đây các bác, đằng sau đây nó sẽ có cái các cái chữ như này, có cái cổng chân giắc cắm với cả cái đèn báo này. Nhưng mà không thấy ghi thông số điện bao nhiêu cả. Hai cái đầu dây, đây là cái đầu dây điện của nó đã cắt rồi. Em đo kích thước của mẫu này nhá. Mẫu này bản ngang là được 10,5 cm, bên này đo được là 10 cm này. Đấy, mẫu này bác nào biết là cái gì thì chốt nhá. Hình thức thì em thấy còn đẹp đấy, nhưng không thấy biết là cái gì thôi. Mẫu số 26, cái này của em có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 27. 27 là bộ combo này. Combo này, này là cái gì đây? Này kiểu như cái đuôi của cái khởi các bác, hàng LS này. Chân ốc bên trong vẫn còn nhá. Hàng LS là hàng Hàn Quốc. Còn cái này là một cái cục này, ở đây nó có hai cái cổng chân giắc cắm, còn bên trên này có nhiều các cái cổng chân giắc cắm như này. Em biết là cái cục cắm cái gì đây? USB, đây nó ghi là USB này các bác. Hay là cái cục sạc USB ta? Cái này nó giống như một cái khởi ấy các bác. Này nó giống như một cái khởi ấy. Đây này các bác. Hình thức em thấy còn đẹp nha, không có bị bể vỡ gì cả, made in Germany, hàng của Đức luôn. Mẫu này thì siêu mới luôn. Còn đây là những cái lẻ lẻ trong combo mà em đang soạn hàng, thấy nó có mỗi thứ nó có một chiếc thì cho luôn vào đây. Combo này tổng sẽ gồm là 6 món. Combo 6 món này là của mẫu số 27, có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 28. Đây 28 đây. 28 mà đem có bộ combo xi lanh hơi. Xi lanh hơi này các cái xi lanh nhỏ hành trình ngắn nhé. Như mẫu em đang cầm là hàng SMC phim 16 hành trình 10 Made in Japan này. Đấy, còn cái dài này là phi 20 hành trình 30. Các bác đẩy cấp hơi vào thì hành trình nó sẽ đẩy lên, cái ti hơi đẩy lên nhá. Như cái mẫu nhỏ này thì đầu ống của nó sẽ có ống 4 thôi. Đấy. Các bác nhiều là combo này, combo này sẽ gồm 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 chiếc. Combo này gồm 12 chiếc của mẫu số 28, có giá là 120.000 thôi ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 29. 29 đây. 29 là đây có bộ combo mấy cái vỉ mạch này. Đây các bác. Đây nó có vỉ mạch, nó có các cái cuộn đồng bên trên này. 35V này. Đây đằng sau là Made in Japan. Điện DC 24V. Cái này phần thân bên ngoài bằng nhôm nhá.
Đây còn đây là các cái vỉ mạch của nó này, không biết là cái gì này. Cái này cũng gom hết vào đây thành một combo đó các bác. Đấy. Các nào nghiên cứu chế cháo thì chốt combo này nhá. Đây bên dưới này có mấy chiếc nữa này. Đấy, đây là có các cái cuộn đồng này các bác. Đấy. Ôi giời, cái này nó bé thôi mà tận mấy cuộn đồng bên trong các bác. Đây là cái gì đây? Cái này là giống như cái cục nguồn đấy các bác. Đây này, điện đầu vào 100 đến 240V, điện ra là 12V này. Này bác nào nghiên cứu chế cháo thì chốt nhá. Tại vì nó lung tung hết rồi. Đây cả mấy cuộn đồng bên trong này, phần thân nhôm các thứ luôn. Combo này là của mẫu số 29, có giá là 130.000. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu. Mẫu 30. Đây 30 đây. 30 đây có một cái át này các bác. Cái này nó bị vỡ móp một chút đây rồi các bác này. Ở đây là có hình thức thì em thấy còn mới đẹp đây. Này cái hàng Hàn Quốc nhá. 10A Made in Korea này. Cái này kiểu như điện 3 pha đây, nó có ba cái đầu dây bên trên bên dưới vẫn còn, cái phần nắp bịt của ốc vẫn còn nguyên luôn cơ mà. Cái tem niêm phong ở cái sườn đây cũng vẫn còn này. Made in Korea này các bác. Đây. Con này là 10A nhá, hàng của MCCB này. Mẫu số 30 có giá là 50.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 31. Đây 31 này. 31 là bộ combo những cái cầu điện này các bác. Đây là có một cái cầu này là dài nhất này. Chân ốc là thiếu một con, ốc thiếu một con. Còn đâu ốc cũng còn sáng đẹp nha. Ốc này màu vàng nha các bác, chứ không phải nó bị gì đâu, nó màu vàng đấy. Đây là các cái chân ốc cái cầu nhỏ. Combo này gồm 50, có giá 50.000 thôi. Các bác nào mà cần combo mà mình chốt ít thì mình chốt combo này. Mã số 31 50k. Các bác cố gắng rút chốt cho em là cái đơn hàng từ 100k để em đi đơn cho dễ nhá. Mà ít quá thì bởi vì các bác mà chốt mà đơn 50.000 mà gửi ship nữa thì nó rất là mất công. Nó tốn cái tiền ship đi các bác. Tiếp theo là mẫu 32. 32 đây em có bộ combo gồm 2 chiếc. Đây, mẫu này này, mẫu này đây là có 3 nút luôn này các bác, chắc là át chống giật hàng tháo tủ nha. Cái này là chân ốc vẫn còn đầy đủ, hàng của Fuji. Made in Japan này, điện AC từ 110 đến 230V. Đấy, hình thức còn đẹp, bên dưới có cả chân cài luôn. Chiếc thứ hai. Mẫu này nó sẽ là át 3 chân như này nhưng mất ốc rồi. Vì các bác kiếm ốc nha. Mẫu này là hàng Hàn Quốc. Đây cũng có 3 nút này các bác. Đây 3A. 3 nút này chắc là át chống giật thôi. Nhưng mà em chưa có kiểm tra test đâu. Tại vì nó mới còn thôi. Cứ bán luôn vậy. Mẫu này thì ở bên dưới sẽ có cái chân cài vẫn còn này. Nhưng mà thiếu ốc nha. Vì các bác kiếm ốc nha. Ốc thông dụng thôi. Mẫu số 32. Combo 2 chiếc. Có giá là 100 ngàn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 ở đây em có combo gồm 2 cái motor này. Đây em xem nào. Đây các bác. Này nó ghi là AC sạc vô motor Made in Japan nhưng không thấy thông số gì đâu. Đây nó chỉ có một cái tem như này thôi, kiểu như cái mã hàng của nó thôi ấy, chứ không có thông số là điện bao nhiêu. Phần đầu trục con này đo được là 8 ly nha các bác. Kích thước phần thân này, con này phần thân ở đây bản ngang em đo được của nó là 4 cm, chiều dài phần thân này mẫu này đo được là 11 cm. Hai cái này thì đều dây rắc vẫn còn luôn. Combo này gồm 2 chiếc của mẫu số 33 có giá là 100.000 thôi nha các bác, giá rẻ luôn. Tại vì cái này bên em không biết đấu điện ấy, không biết kiểm tra nên thôi. Bán rẻ các bác về chốt đơn nghiên cứu. Tiếp theo chuyển qua mẫu 34. Đây các bác, 34 là mẫu này. Mẫu này nó sẽ có cái tem của Mitsubishi này. Motor nó sẽ còn đầy đủ dây rắc như này. Trên đây sẽ có một cái tem AC sạc vô motor, điện 105V, công suất 100W, Made in Japan. Phần đầu trục này của nó là 8 ly nhá. Kích thước phần thân này, mẫu này mặt bích ở đây bản rộng là 4 cm, chiều dài phần thân của nó là 12,5 cm, tổng cả trục là 14,5 cm. Thế này thì em sẽ bán giá là mã số 34 80.000 một chiếc. Bác nào mà mua từ 2 chiếc trở lên thì sẽ có giá là 150.000, là combo 2 chiếc nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 35. Đây 35 là cái này. Cái này kiểu như cái van điện này ra đây. Ở đây nó có màu đen rất là đẹp này, đầu ống sẽ là ống 8. Đây nó có cái đầu ống 8 này, nó chia ra ống 6 này. Đây nó có giống như kiểu cái van điện, nó có cái dây điện ở đây này các bác. Đấy. Hình thức em thấy còn đẹp lắm, để em xem nào. Đây nó có cái tem như này thôi. Còn đâu không thấy ghi là điện bao nhiêu luôn. Mẫu số 35, cái này của em có giá là 100.000 nhá. Có một chiếc thôi ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 36. Đây đây, 36 bác nào mà chốt cái combo này thì siêu rẻ luôn nhá. Đây là combo lộn xộn các cái mẫu cảm biến. Như chỗ em hay gọi cái này là cảm biến càng cua này, không biết chỗ các bác gọi là gì. Hàng của Omron này các bác. Đấy, hàng của Omron này. Đầu dây điện các thứ vẫn còn nhiều lắm. Combo này nhiều lắm các bác. Đây này. Cái mẫu này em hay gọi là cảm biến càng cua đấy.
Đấy, đây này các bác, nhiều lắm nha. Combo này lộn xộn nhiều lắm nên thôi em không đếm nữa, lười đếm các bác. Bác nào chốt combo cả một rổ to này luôn là của mẫu số 36, có giá là 300 ngàn thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 37. 37 là cái này. Này là cái gì đây? Ở đây là có cái đầu dây rắc này, em xem trên này. Này tem của Omron, kiểu như một cái dạng khóa ấy các bác. Điện DC 24V nhá, made in Japan. Cái này kích thước này, con này phần thân bản rộng là 9cm, bên này là 9,5cm. Cái này thì em sẽ bán theo combo là 100 ngàn, combo 2 chiếc. Đây các bác, kiểu như cái khóa các bác có thể chế cái khóa đây này. Hôm trước em thấy có bác mua cái này về chế cái khóa. Mình làm một cái miếng sắt ấy, chế ở đây này. Em thấy các bác đấu thằng gửi video cho em mà em quên, em không lưu lại để cho các bác có thể xem tham khảo. Cái này là combo là 100 ngàn, combo 2 chiếc nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 38. 38 là cái mẫu cốc lọc này. Cũng là cốc lọc của TBC, hàng Hàn Quốc nhá. Phần nắp kính vẫn còn đây. Đây, đầu van ống hai bên của nó sẽ là một bên là ống 8, một bên là ống 4. Bên này sẽ có hai cái cổng chân rắc cắm, một cái cổng chân rắc cắm 3 chân này. Đằng sau đây sẽ có cái van điện của TBC luôn. Đầu gen ống sẽ là ống mấy đấy, ống 4. Ống 4 nha các bác. Rồi đầu gen sẽ là ống đồng này. Cái van điện là điện DC 24V, made in Korea. Hình thức mẫu này em thấy còn đẹp nha. Mẫu số 38 này, cái này của em có giá là 130.000 thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 39. Đây 39 đây. 39 là em có bộ combo gồm 2 chiếc nhá. Này là cốc lọc, kiểu cốc lọc đôi ấy. Phần nắp kính đồng hồ vẫn còn nguyên này. Đầu ống bên này của nó sẽ là ống 8 á. Bên này thì không có nhá, cái này phần gen đồng này, đằng sau sẽ có cái phần ke góc như này. Combo này đây đang có hai bộ giống nhau này. Đây bên này thì nó sẽ còn đầy đủ hai đầu ống luôn, sẽ là ống 8. Combo gồm 2 chiếc luôn. Có giá là 150.000 thôi ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 40. Đây 40 đây. 40 là một cái bộ van điện. Đây các bác, cái này bên dưới nó sẽ có cái phần thân chia hơi, đầu van ống sẽ là ống 8. Trên đây sẽ có là mấy cái van đây em xem nào. 2 này, 4 này, 6, 8 cái van điện. Đầu ống này của nó sẽ là ống 4 nhá. Đây là hàng đây, SMC made in Japan. Điện DC 24V này các bác. Đây là mẫu số 40. Bộ này của em có giá là 100 ngàn thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 41. 41 là cái mẫu này. Này cũng như cái cục nguồn ấy. Cái này phần áo bên ngoài nó sẽ bằng nhôm nhá. Bên trong nó sẽ có các cái cụm đồng với cả các cái vỉ mạch. Đây bên ngoài này có cái tem này các bác. Điện đầu vào là 200 đến 240V. Điện ra của nó ghi này 5.1V này, 12V, 3.3V made in Japan. Này bác nào chế cục nguồn thì chốt cái bộ này. Đấy, mẫu số 41, 100k. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 42. 42 đây em có một cái bộ dây trượt. Đây, bộ dây trượt nha. Đây của em nó là bản dây 15, chiều nghiêng này, chiều nghiêng phần dây đo được là 17. Kích thước của bi, bản rộng của bi là 33, chiều dài của bi là 45. Phần thanh dây này, mẫu này ở đây em đo được của nó là 29cm. Bộ này các bác sẽ có 2 dây và 2 bi trượt này. Có giá là 100.000, các bác chốt là mẫu 42. Tiếp theo chuyển qua mẫu 43. Đây 43 đây. 43 là cái này. Cái này kiểu như cái cục lọc ấy các bác. Đây nó ghi là 30A này, điện 380V. Đây các bác. Em sẽ đo kích thước của nó nhá. Mẫu này bản ngang là 8cm, chiều bên này là 9,5cm. Đây là mẫu số 43 này. Cái này của em có giá là 150.000. Cái này có một chiếc thôi nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 44. Đây 44 là combo gồm 3 cái đèn này. Cái này chưa có test nha các bác. Đây là có các cái đầu dây này. Như mẫu này có mấy đầu dây đây? 2, 4, 6 đầu dây. Đây mẫu này. Đây nó ghi điện DC 24V, công suất là 4W này. Đây là có 3 cái khoang này, không biết là có 3 màu không. Ở đây. Cái này phần thân áo bên ngoài bằng nhôm này, bên trong nó sẽ có các bánh đèn như này. Đây, đầu dây điện của nó vẫn còn luôn. Đây mẫu này thì không thấy ghi này. Không thấy ghi điện bao nhiêu cả. Hình thức thì đẹp này các bác. Đây cái này biết là cái đèn này cảm biến đây. Đây đầu ống đây sẽ là ống 6 này. Đấy, hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ nhá. Mẫu số 44 này, combo gồm 4 món có giá là 100 ngàn.
Tiếp theo là mẫu 45. 45 là cái này. Này bên dưới đây nó có cái nắp bịt gì đây, bên trên sẽ có cái đầu dây rắc như này. Đây đầu dây điện, đầu dây rắc của nó vẫn còn này, điện DC. Điện DC 12V make in Japan. Cái này như kiểu một cái camera ấy các bác. Để bên trong này mở ra cái camera hay sao, để em mở ra xem nào. Cái mắt cam ấy. Đây đúng rồi, bên trong là cái mắt cam này các bác. Đấy, cái mắt cam này, còn đây là cái ống kính, cái nắp bịt của nó này. Đây ống kính bên trong này các bác thấy không? Đấy, đây là mẫu số 45 nha các bác, điện DC 24V make in Japan. Mẫu số 45 này của em có giá là 100.000 thôi. Có một cái thôi các bác. Tiếp theo là mẫu 46. Đây 46 là mẫu này. Đây em có một cái van điện, một cái bộ van điện này. Cái này của nó sẽ là bên dưới sẽ có cái phần thân chia hơi, có cả cái giảm thanh này. Đầu ống này của nó sẽ là ống ống 8, ống 10, ống 10, ống 10 nha các bác. Còn đầu bên trên này sẽ có ống 6 và ống 8. Trên đây nó sẽ có 5 cái van điện, có một cái van điện nó đang bị tụt cái đầu điện đây này. Không biết có lắp lại được không. Mẫu này là hàng SMC Make in Japan nhé. Đây nó có cái đầu dây điện vẫn còn này. Cái bộ này là gồm 5 chiếc này, của mẫu số 46, có giá là 100.000 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 47. 47 là bộ combo này. Combo ở đây nó có hai cái này kiểu như cái con lăn đấy các bác. Bên trong nó bằng nhôm này. Con này phần lỗ bên trong này, phần lỗ ở đây em đo được của nó là 25. Đường kính con này bên ngoài đo là 70. Bên này độ dày này ở đây em sẽ đo được là 16. Còn đây là các cái bu li. Như mẫu em đang cầm là bu li nhôm nhá. Phần lỗ trục đo được là 12. Phần rãnh bu li đo được là 17. Chiều cao mẫu này đo được là 34 này. Đấy, đây này, có cả cái mẫu con lăn này các bác. Cái màu đỏ này không biết gọi là cái gì đây. À, cũng là cái bu li các bác. Bên ngoài thì có hai cái bi này. Mã bi 6001. Đấy. Combo này gồm tất cả các mẫu này. Combo này là mẫu số 47. Có giá là 100.000 nha các bác. Đây 100.000 là tất cả món này luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. 48 là combo bi. Này là combo các loại bi này. Ở đây là có mấy cái bi đĩa này. Có 4 cái bi đĩa nữa này. Mẫu này phần lỗ bên trong của nó đọc là 12. Còn đây là các cái bi tròn này các bác. Mẫu này NSK Make in Japan, mã bi 6005. Này phần lỗ trục của nó sẽ là 25. Đây có cả 6004 là lỗ trục 20. Đây còn mẫu này là 6002. 6002 là lỗ trục là 15 đấy các bác. Combo này nó có cả loại nhỏ nữa này. Tất cả combo này là của mẫu số 48 nguyên chỗ này luôn, sẽ có giá là 150.000 nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 49. 49 là bộ combo mấy cái bánh nhông này, 2 4 6 7 chiếc. Đây em xem nào, mẫu này có mấy cỡ đây. À, chiếc này chiếc nhỏ hay sao đây. Đúng rồi, chiếc này nhỏ hơn. Chiếc này nhỏ hơn một chút này. Mẫu này phần lỗ trục của em đo là 17, phần bánh nhông độ dày đo là 7 ly. Mẫu này đường kính ở đây em sẽ đo được là 63. Mẫu này kiểu như bị hỏng rồi sao đây. Mẫu này phần lỗ ở đây em đo là 12 này. Đây kìa, bánh răng kiểu như bánh răng hỏng ấy các bác. Còn đây, cái này còn nguyên này. Mẫu này phần lỗ ở đây em sẽ đo được của nó là 17, phần bánh nhông đo được là 7 ly nhá. Đường kính bên ngoài mẫu này đo được là 65. Combo này gồm là 2 4 6 7 chiếc của mẫu số 49, có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 50. 50 ở đây bộ bánh răng này các bác. Mẫu này bên trong nó có cả cái bi xoay này. Em xem nào, mã bi là 62 6203. Phần bánh nhông ở đây độ dày đo là 20. Đường kính mẫu này đo là 11,5 cm. Bên trong nó có bi nhá. Còn mẫu này, mẫu này là độ dày là 20. Bên trong mẫu này đo là 30. Đường kính mẫu này đo là 92. Hai mẫu này nó ăn khớp vào với nhau đấy các bác. Này ăn khớp vào với nhau như này luôn nhá. Mẫu số 50 có giá là 150.000, combo 2 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 51. Đây 51 đây. 51 là bộ combo này. 2 4 6 món. Đây mẫu này bên trong nó có bi này. Này hơi bụi nên chưa nhìn thấy cái mã bi. Phần lỗ trục bên trong này, đây em sẽ đo là 10. Phần bánh nhông độ dày là 7 ly.
Mẫu này đường kính đo được là 56 á. Mẫu này có 2 chiếc. Còn mẫu này bên trong cũng có bi này. Phần lỗ trục bên trong ở đây sẽ đo được là 15. Độ dày phần bánh răng đo được là 7 ly các bác. Đường kính bên ngoài đo được là 66. Đây là có cả cái to với cả cái nhỏ này. Đấy. Có một mẫu này nó có cả cái trục bi bên trong này. Đấy. Combo này là gồm mấy này? Combo 6 chiếc của mẫu số 51 có giá là 120.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. 52 là cái mẫu motor này. Ở đây nó có cái phần bu ly bên trên nữa bác. Mẫu này phần trục của nó sẽ là trục 14 nhá, phần bu ly nhôm. Đầu dây tắc cắm vẫn còn luôn. Đây mẫu này có cái tem này, Mitsubishi AC sạc vô motor 118V, công suất 200W, made in Japan. Kích thước phần thân. Mẫu này bản ngang là được 6 cm, chiều dài phần thân là 10 cm, tổng cả phần bu ly là 13 cm nhá. Mẫu số 52. Này của em có giá là 200.000, có một chiếc thôi các bác. Tiếp theo là mẫu 53. 53 là bộ combo gồm hai cốc lọc. Mẫu này cốc lọc còn đẹp, không có bị bể vỡ, hàng SMC. Đầu van ống ở đây sẽ là ống 8 nhé. Bên này cũng ống 8 luôn này. Ở đây nó có cả cái đầu van khóa này các bác. Phần nắp kính mẫu này bị mất rồi. Hàng SMC này, hàng đẹp nha. Còn chiếc này đầu ống bên này sẽ là ống 8 này. Còn bên này đầu ống khóa sẽ là ống 10. Đầu van ống vẫn còn đầy đủ. Cốc lọc này còn đẹp, không có bị bể vỡ. Cũng là hàng SMC luôn. Đằng sau sẽ có cái phần ke góc này. Combo gồm hai món của mẫu số 53 có giá là 130.000 hai chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 54. Năm tư là bộ combo này. Combo này gồm tất cả các cái xi lanh hơi nhá. Như cái mẫu này, đây nó có kiểu như cái van điện xi lanh điện này. SMC Made in Japan, đầu ống sẽ là ống 6 nhá. Bên dưới sẽ là ống 8 này, bên trên là ống 6 luôn. Mẫu này hình thức đẹp lắm này các bác. Combo này nó sẽ có các lộn xộn các kiểu. Là các cái đầu ống sẽ là ống 4 hoặc là ống 6, ống 8. Như cái mẫu này là hàng SMC Made in Japan này. Combo nhiều loại lắm, nhiều đấy các bác. Combo này rất là nhiều món nha. Đây, đây các bác, mẫu này van điện DC 24V này, 7.0W luôn này các bác. Đấy, combo tất luôn, nhiều các bác. Nguyên một rổ có giá 120.000 thôi. Các bác chốt là mẫu 54 nha. Tiếp theo là mẫu 55. Là một mẫu cốc lọc đấy. Ở đây nó sẽ có kiểu cốc lọc đôi như này. Phần cốc lọc còn đẹp, không có bị bể vỡ. Đằng sau sẽ có hai cái phần ke góc. Phần mặt đồng hồ này nó bị mất kính rồi, hàng SMC nhá. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 10. Bên này thì phần gen sẽ là gen đồng như này. Đây là mẫu số 55 này. Cái này của em có giá là 100.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 56. Đây rồi. 56 là mấy cái này? Đây là các cái nút công tắc nha bác. Đây, trên đây sẽ có ba cái nút công tắc nhấn này, hai xanh một vàng. Còn đây là công tắc dạng vặn xoay ấy. Cái này phần khung của nó sẽ là khung bằng sắt nhá. Cái này bản ngang này, bản ngang đem đo là 5,5 cm, chiều dài đo được là 28 cm. Đây đằng sau nó sẽ có các cái rác như này. Đây em xem nào. Đây nó ghi là China này. Mình vừa make in Japan nữa này. Đấy, nó sẽ hai hàng SMC nó sẽ có là cả China cả Japan luôn nha. Cái này các bác có thể dài điện từ 200, em xin lỗi, từ 30V đến 250V nhá. Cái này là mẫu số 56. Các bác, một chiếc như này sẽ có giá là 50.000. Này bác nào mua từ 10 chiếc sẽ được miễn ship nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 57. Đây 57 đây. 57 là mẫu xi lanh này các bác. Mẫu này là xi lanh 2 ti nhá, nó sẽ đẩy sang ti. À đâu, xi lanh 2 đầu chứ. Xi lanh 2 đầu, cái phần ti hơi nó sẽ đẩy sang 2 đầu như này. Mẫu này là phi 50 x 30, hành trình 20. Đầu van ống sẽ là ống 6, tất cả đầu dây cảm biến ở đây nó còn luôn nha. Chứ bên trên đầu sẽ có cái phần khớp như này. Mẫu này cái phần ti hơi mẫu này sẽ đo được là phi 20 nha các bác. Cái này phi 50 là hành trình, cái thân cũng khá to đấy. Cái này thần thân này, ở đây bản ngang đo là 6 cm, chiều dài phần thân là được 6,7 cm. Cái này mà đo tổng cả sản phẩm luôn sẽ được là 24,5 cm nhá. Hình thức thì rất là mới và đẹp luôn. Cái này là mẫu số 57, có giá là 80.000 một chiếc thôi.
Con này hiện tại đang có khoảng tầm 10 chiếc. Con nào mua hết chuyển khoản trước thì miễn ship cũng được đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 58 59 rồi. À 57 rồi đến 58 đâu rồi ta? Ủa không có mã 58 à? Không có mã 58 thì em chuyển qua mẫu 59 nhá. 59 là cái bộ này. Ở đây nó sẽ có hai bên, sẽ có hai cái van đồng này các bác. Cái này đầu ống sẽ là ống 4, em xin lỗi ống 6 nhá. Này là ống 6 này. Đây nó ghi là inox 316 này các bác, inox 316 như này. Nó lóa lắm nên là nhìn không thấy. Bên trên đầu cũng có hai cái đầu ống này sẽ là ống 6 này. Ngoài đây nó sẽ có một cái van điều áp như này, hàng SMC Made in Japan. Hình thức còn đẹp nha. Phần nắp kính của món này cũng còn nguyên, không có bị bể vỡ gì cả. Mẫu số 59 có giá là 130.000 thôi ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 60. Đây 60 là cái này. Đây các bác. Ở đầu ngoài đây nó có cái đầu ống nối chữ Y ra này. Ống này của nó sẽ là ống 4 nhá. Bên ngoài đây sẽ có cái xi lanh hơi. Món này là phi 12 hành trình 15. Bên trên đây là có nút vặn này. Cái nút vặn này các bác. Đằng sau này, đây đằng sau của nó đây. Đấy. Em đo kích thước mẫu này. Mẫu này bản ngang đo được là 13,7 cm, bên này đo được là 14 cm nhá. Ở đây em có combo này sẽ có là mấy chiếc đây? Combo 3 chiếc. Combo 3 chiếc này là của mẫu số 60. Có giá là 100.000 3 cái nhá các bác. Các bác chốt bao nhiêu cái thì báo em nhá. Mẫu này thì đang có khoảng tầm 20 chiếc luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 61. 61 là bộ combo 2 món. Cái này là hai cái xi lanh hơi các bác. Cái này kiểu như cái mẫu xi lanh xoay ấy, nó sẽ xoay như này này. Hàng TBC Made in Korea, đây nó ghi là 20 x 180. Chắc là xoay được 180 độ ấy các bác. Cái này phần thân sẽ thân bằng nhôm. Các cái đầu dây này là sẽ là đầu dây cảm biến của nó nha. Phần thân này, món này bản rộng là được 6,5 cm, chiều dài 11,7 cm nhá. Đầu ống ở đây sẽ là ống 6 này. Combo này em có 2 chiếc của mẫu số 61. Có giá là 250.000 2 chiếc thôi các bác. Món này chắc đang có tầm 6 chiếc là 3 bộ nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu 62. Đây 62 là cái bộ này. Đây là cái bộ van ống chia hơi. Cái này bằng thân bằng nhôm nhá. Đầu ống to này của nó sẽ là ống 12 này. Còn bên trên nó sẽ có là ống ống mấy đây? Ống 8 à. Mấy cái này là ống 8 nhá. 4 cái ống 8. Ở đây 5 cái ống 8 chia hơi bên trên này. Còn cái này. Cái này nó giống như cái cục lọc ở đây này các bác. Đấy, đầu ống này sẽ là ống 10 nhá. Đây nó có cái nút vặn ở đây nữa này. Kiểu như cái khóa ấy. Đây là cái phần ống chữ Y đang nối ra. Cái bộ này dài này. Bộ này đầu ống chính hai bên sẽ là ống 10. Còn bên trên này sẽ là một dàn các cái ống 6 luôn. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cái. Cái này chia ra tận 16 mã luôn này các bác. Mẫu số 62. Combo này sẽ có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 63. 63 có một chiếc này. Cái này kiểu như cái motor hộp số này các bác. Đây bên trong nữa sẽ có cái phần này. Ủa cái này sao vặn bằng tay chặt thế ta? Nó mới lắm nhưng mà sao vặn chặt á. Cái này phần đầu trục của này đây em sẽ đo được là 13. Phần thân mặt bích đo được là vuông 42. Đây bên trong có một cái phần lỗ như này. Phần lỗ bên trong cái này đo được là 8 ly. Phần thân. Cái này phần mặt bích này bản rộng đo được là 47. Chiều dài của nó là 7,5 cm, tổng cả trục là 9,8 cm. Mẫu số 63 này, cái này của em có giá là 150.000. Tiếp theo đây là mẫu 64. Đây, 64 bên trong này. Đấy, cũng là cũng rất là mới luôn. Cái này phần đầu trục của em sẽ đo được là 16. Phần lỗ bên trong này. Cái này phần lỗ ở đây em đo được là 19 á. Kích thước này, mặt bích này là vuông 8 cm nhá. Chiều dài phần thân mẫu này đo được là 9,5 cm. Trên đây nó có cái tem này, tỷ lệ 1:8 này. Made in Taiwan, như là hàng mới luôn ấy. Mẫu số 64 có giá là 400.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 65. 65 ở đây có bộ combo gồm hai cái cầu điện này. Đây các bác, bên dưới sẽ có cái phần thanh dây này, bên trên nó sẽ có các cái phần chân ốc ấy, dây điện thì họ cắt hết rồi nhá. Đây. Đấy. Đây các bác, nó có đấu được cả cái dây to, dây nhỏ này các bác. Đây các bác nhìn đầu dây điện đã thấy này, có cả dây to, dây nhỏ luôn. Combo này là mẫu số 65, combo 2 chiếc, có giá là 150.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 66. 66 ở đây em đang có một ít cái ổ cắm điện này.
Ổ cắm điện này là hàng mới hàng nhưng mà không có dây nha các bác. Đây, nó không có dây đâu. Bên trên đầu sẽ có cái phần rắc cắm như này. Lúc này các bác sẽ có 6 ổ cắm, một công tắc trên đầu như này. Mình dùng thì bật, không dùng tắt đi. Lúc này sẽ là 10A 250V nhá. Đây em sẽ bán theo combo là 120.000, combo 2 chiếc luôn. Cái này chắc có khoảng tầm 10 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 67. 67 là cái cục nguồn này. Đây kiểu như một cái cục nguồn này. Nó bị móp ở đây rồi các bác này, nó bị móp ở đây rồi. Về các bác nghiên cứu chốt đơn nhá. Em chưa có thử đâu. Đây nó có cái đầu dây điện của nó vẫn còn ở đằng này. Cái tem ở đây nó bị mất rồi các bác, tem nó bị rách rồi. Đây đấy, này có cái cổng chân jack cắm điện AC 220V này. Đằng sau nó có cái quạt tản nhiệt. Mẫu số 67, 50.000. Tiếp theo là mẫu 68. 68 ở đây em có combo gồm hai cái đèn này. Một cái đèn này thì thấp này các bác, đèn kiểu đèn 3 màu. Này điện bao nhiêu đây? Này chứ cái tem nó bị rách chỗ điện bao nhiêu rồi các bác? Đèn 3 màu này. Cái này phần thân của nó còn đẹp, không có bị bể vỡ nhá. Bên trên sẽ bằng nhựa, còn bên dưới cái phần thân này có bằng nhôm nhá. Đây nó có 4 cái đầu dây điện bên dưới này. Đấy. Còn mẫu này. Mẫu này nó có cái phần chân gậy của nó này các bác. Nó dài lắm. Đây nó dài lắm. Đây bên trên là cái phần đèn cũng to các bác, này so sánh này. Một bên béo bên gầy nhá. Đây mẫu này đây nó đang đánh dấu ở chỗ điện là DC 24V. Trời mẫu này chắc phải dài hơn cả 1 mét rồi. Để em đo thử xem mẫu này. Cả cái phần đèn này. Đây, bao từ cái phần đèn này, kéo hết cái phần chân này của nó là được 102 cm. Còn cái mẫu này của nó là được 54 cm nhá. Combo này gồm hai cái, em bán combo hai cái nhá, 150.000 là hai cái đèn luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 69. 69 là cái hộp này. Ở đằng sau nó có mấy cái đầu dây điện này, dây rắc này, nó có rắc thì vẫn còn, dây điện thì nó cắt rồi nhá. Đây vẫn còn mấy cái cổng chân jack cắm với cả nút bật công tắc này. Đây nó ghi điện thông số là 12V 3.3A. Kích thước này, mặt brick bản rộng 9.5 cm, chiều dài đo được là 17.5 cm nhá. Đây các bác. Hình thức thì rất là mới luôn, mẫu số 69 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 70. Mẫu số 70 của em nó là mấy cái trục tròn này, khung trục tròn nha các bác. Combo là gồm 3 chiếc nha. Đây, mẫu này. Mẫu này phần trục tròn của nó đo được phi 15 nha các bác. Đấy, cái phần khung này nó sẽ có cái phần khung sắt hai bên. Bên dưới mẫu này có một cái phần chân đế hai bên khung sắt như này. Mẫu này bản ngang này em đo được là 10 cm. Tổng chiều dài cái phần chân bên ngắn này sẽ được là 37 cm, còn chân bên dài là được 43 cm nhá. Combo là gồm 3 cái khung này, là của mẫu số 70, có giá là 200.000. 3 cái khung này là cùng một cỡ nha. Tiếp theo là mẫu 71. 71 đây em có cái mẫu xi lanh này. Mẫu này đang có 2 cái xi lanh như này. Tôi biết là 2 cái này nó dính vào nhau. Mẫu này là xi lanh mặt sắt nha, bên dưới sẽ là mặt sắt nha các bác. Đầu ống mẫu này sẽ là ống 6. Để em xem có cái tem này. Hai cái đầu dây cảm biến vẫn còn nhá. Mẫu này cái tem bị mất rồi. Đây em sẽ đo thủ công vậy. Mẫu này kích thước này, phần thân bản rộng đo được là 5.8 cm, tổng chiều dài phần thân là 20.5 cm nhá. Đây xi lanh bản trượt như này. Tiếp theo chuyển qua mẫu 72. 72 ở đây em có bộ combo gồm mấy cây đây, 5 cây trục tròn nhá. Đây có một cây này nhỏ này, cây này trục tròn của nó là phi 20, hai đầu nó có lỗ gen này các bác. Mẫu này phần lỗ gen bên trong đo là 8 ly. Chiều dài phần thân mẫu này đo là 25 cm. Mẫu này cũng là phi 20, bên dưới nó có cả cái phần chân đế này các bác. Phần chân đế mặt bích đo được là 75. Chiều dài của nó là được 35 cm nhá. Còn đây là mấy mẫu có 3 cây trục tròn phi 25 này. Chiều dài mẫu này được 24.5 cm nhá. Combo này sẽ gồm là 5 cây của mẫu số 72, có giá là 140.000. Tiếp theo là mẫu 73. 73 này cái trục tròn nó có thêm cả phụ kiện này các bác. Đây, như các cái mẫu này, các cái phần màu đen này nó bằng nhôm nha các bác, còn mẫu này sẽ là trục tròn sắt đặc. Phần trục tròn đo được là phi 12. Mẫu này chiều dài này đem đo là 3 mấy đây? 33 cm nhá.
có cây to cây nhỏ này. Như cây này thì của nó là phi 15. Đấy, khoảng chừng 30 cm. Cây này có cả phần bánh nhông này. Bánh nhông mỗi này đo là 7 ly. Mỗi này trục tròn sẽ là phi 20 nhá. Đấy, cây này thế này, cây này sẽ là phi 15 thôi. Đấy. Combo này tổng là của 5 cây, mẫu số 73, có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 74. 74 mẫu này nhiều này. Ở đây nó sẽ có mấy loại đây? Có hai loại này. Mẫu này của nó là trục tròn phi 15 và trục tròn phi 20 nhá. Phi 15 và 20. Cái mẫu ngắn của cái phi 15 này, chiều dài được 32 cm. Còn có cây dài hơn, như cây này dài hơn đây. Chiều dài của nó sẽ đo được ở đây là bao nhiêu đây? 40 cm. Phi 20 này. Phi 20 cái cây này em sẽ đo được của nó là bao nhiêu. Như cái này là phi 20 này. Phi 20 chiều dài là 35 cm. Combo này sẽ gồm là 2, 4, này, 6, 7 cây phi 15 và 3 cây phi 20 nhá. Mẫu số 74. Combo này có giá là 200.000 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 75. 75 là cái mẫu này. Mẫu này là các cái mẫu con lăn bằng sắt nha. Đây bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi như này. Đấy. Phần trục tròn em đo được là phi 12. Phần thân này, đường kính em đo được là 48. Chiều bên này đo được là 20. Combo này, đây là có cả một cái con lăn bằng nhôm này. Mẫu này cái con lăn này đã hơi bị chặt bi, còn mẫu này thì vẫn trơn nhá. 2 này, 4 này, 6, 7. Combo 7 món của mẫu số 75 có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 76. 76 là cái bộ này. Đây các bạn. Đây để em dẹp chỗ vào. Đây 76 đây. Đây nó có một cái phần khung bằng sắt nhá. Đây lằng ngoằng các cái dây điện vẫn còn nguyên này. Bên trên này sẽ có hai cái tụ. Ở bên dưới này các bác đang thấy đây, nó sẽ là bốn cái rơ le điện DC 24V. Phần cầu điện vẫn còn đầy đủ nhá. Bên trên này sẽ là dạng kiểu hai cái hộp điều khiển này. Mẫu này là hàng Made in Singapore. 60W này các bác, 60W nhá. Đây. Để như này mới đúng chiều nhưng mà phiếu em đang bị dán ngược để quay lại. Đây. Đây là mẫu số 76 đây, hình thức còn đẹp này. Phần hộp điều khiển vẫn còn nguyên, không có bị bể vỡ. Cái hàng rơ le kính này ở đây cũng còn nguyên nha. Phần khung sẽ là khung sắt đấy. Mẫu số 76 này, cái bộ này của em có giá là 300.000. Các bác có cần xem thêm hình ảnh của mẫu này, mời các bác cứ qua Zalo em chụp ảnh lại các bác xem nha. Mẫu này có một chiếc thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 77. 77 là cái mẫu này, kiểu như cái mẫu hộp điều khiển. Mẫu này là hàng SMC này. AC sạc vô 400W. Điện đây đều ghi điện đầu vào là 3 pha hoặc là 1 pha từ 200 đến 230V Made in Japan. Đây bên ngoài đây, bên ngoài nó sẽ có các cái cổng chân rắc cắm như này. Hình thức mẫu này thì em thấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Mẫu số 77 có giá là 300.000 Made in Japan nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. Đây là mẫu 78. Mẫu này là AC sạc vô driver, cũng là một dạng hộp điều khiển này. Bên ngoài đây sẽ có một cái màn hình điện tử với cả các cái cổng chân rắc cắm như này. Made in Korea. Mẫu này điện 3 pha, AC 200 đến 230V, 400W. Đây là cùng công suất với cả cái mẫu 77. Mẫu số 78 giá cũng bằng tiền, 300.000. Hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Đây các bác, còn nguyên nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 79. 79 là cái mẫu này. Mẫu này nó sẽ có cái phần khung sắt này. Đây vật ngửa các bác. Bên dưới này và bên trên nó sẽ là cái phần khung sắt nhá. Phần khung sắt mẫu này độ dày là 1,5 cm. Hai bên sẽ là hai cái trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc. Ở giữa sẽ là cái xi lanh hơi phi 50 hành trình 60 hàng SMC. Đầu dây cảm biến vẫn còn này, đầu van ống vẫn còn luôn. Đây các bác. Khi các bác cấp hơi vào cái phần van hơi này của nó này thì cái phần xi lanh và phần trục tròn nó sẽ nâng hạ di chuyển nhá. Đây em sẽ đo cái phần mặt bích bằng sắt bên trên này. Phần mặt bích mẫu này bản rộng đo được là 16 cm.
Chiều dài là 31cm nha các bác. Đây, hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Mẫu số 79 có giá là 400 ngàn nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 80. Đây, 80 là cái mẫu này. Một cái mẫu dạng hộp mà điều khiển này. Ở ngoài đây sẽ có một cái màn hình điện tử và các cái nút nhấn điều khiển. Phần màn hình còn đẹp, không có bị bể vỡ nhá. Đây, mẫu này hàng có cái tem logo hàng SMC này. Bên trong này, đây là mặt sau của nó này, mặt sau này Made in Japan. Đấy. Phần đầu dây điện cả các cái chân rắc cắm của nó này, đầu ống hơi là ống 6 này. Bên trong đây này cũng sẽ có một cái dạng hộp điều khiển cái cầu điện bên trong nữa nhá. Đấy các bác. Đây là mẫu số bao nhiêu đây? Số 80. Cả một cái khung này thôi có giá là 200 ngàn thôi nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 81. Đây 81 bên trong đây. Là mẫu này, là còn cả cái đầu dây điện này. Mẫu này là có cái tem của Mitsubishi. Đây xem nào. 100W điện mà điện đầu vào này, từ 1 pha hoặc là 3 pha luôn, 200 đến 230V. Mẫu này là hàng Made in Japan. Hình thức còn đẹp nha, 100W này. Bên ngoài sẽ có một cái màn hình điện tử như này. Các cái đầu dây điện thì em thấy vẫn còn nha, đầu dây rắc của nó vẫn còn luôn. Hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ. Mẫu số 81 này, cái này của em có giá là 300 ngàn một chiếc. Mẫu này đang có 4 chiếc nha các bác. Mà 4 chiếc cái nào cũng đều đẹp như này luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 82. Đây 82 là cái mẫu bên trên này. Cái này nó có một mà bị vỡ một chút đây rồi nhá. Đây này, mẫu này là hàng của Omron. Đây nó sẽ có là 5 chi tiết ghép vào với nhau như này. Bên dưới sẽ có cái phần thanh dây nha, thanh dây bằng sắt nha. Ở bên ngoài đây mẫu này, đây sẽ có các cái cầu điện với cả cái cổng chân rắc cắm. Mẫu này vẫn còn này, nó bị bể đây nha. Đây bên trong này, cái phần cầu điện bên trong đây vẫn còn đây. Đấy. Đây, em sẽ đo cái kích thước của mẫu này trước này. Mẫu này bản ngang là 13cm. Phần thân mẫu này đây, em đo là 23cm này. Đấy các bác. Hình thức còn đẹp nha. Em xem còn cái tem nào nữa không nào. Không còn cái tem nào. Mẫu số 85 này, cái này của em có giá là 500 ngàn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 86. Đây 86 ở bên này. Tiếp theo là mẫu 83. 83 mẫu này em đang có 2 chiếc đây. Cái này hai bên nó sẽ có hai cái phần cầu điện màu xanh này các bác. Các cái đầu dây điện thì nó đã cắt rồi. Mẫu này hai chiếc này là giống nhau nhá. Đây các bác, đây cái phần cầu điện rắc cắm của nó vẫn còn. Đây em để ngược lại này cho nó giống này. Đấy. Y chang nhau luôn nha các bác. Mẫu này kích thước này. Mẫu này bản ngang đo là 17,5 cm, bên này chiều dài là được 25,5 cm nhá. Đây, bên trong này nó có cái phần giống ruột, biết bên trong nó có cái gì nữa. Chắc là các cái vỉ mạch bên trong. Mẫu này là mẫu số 83, có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc đây, bác nào mua 2 chiếc luôn là miễn ship. Tiếp theo chuyển qua mẫu 84. 84 ở đây em có combo gồm hai cái motor nó bị vỡ rồi. Đây, bác lấy phụ kiện nha. Mẫu này là của Mitsubishi. 100W này, điện 112V. Đồ trục mẫu này là nó là 8 ly nha. Bị vỡ cái phần đít rồi các bác. Còn chiếc này nó bị vỡ một cái phần trục ở đây này. Đấy. Mẫu này là AC sạc vô motor Made in Japan. Mẫu này đầu trục cũng là 8 ly này các bác. Bên trong có cái phần bi này, Made in Japan này. Combo gồm 2 chiếc, mẫu số 84 có giá là 100 ngàn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 85. 85 là cái này. Cái này là hàng Made in Korea này. Bao nhiêu A đây? Ủa cái này nó ghi ở đây là điện DC 5V này. DC. Đây các bác, DC 5V này các bác. Hình thức thì còn đẹp nhé. Mẫu này thì chân ốc bên trong vẫn còn. Bên dưới nó có cái phần chân nhôm như này. Phần mặt đích bản ngang là 9,2cm, chiều dài là 12,3cm nhé. Chiều cao là 9cm. Số 85 này, cái này của em có giá là 300 ngàn. Mẫu này đang có 2 chiếc các bác. Mẫu 85 em đang có 2 cái. Tiếp theo là mẫu 86. 86 một cái chân giảm chấn này. Cái này chân to này các bác. Đây, đây nó có cả các cái vạch chia nữa này.
Cái này đo kiểu gì đây? Món này phần lỗ gen, lỗ tròn bên trong này, trục tròn của nó là phi 14. Phần gen ở đây em đo là 42. Cái phần đầu cao su bên trên cũng còn nhá. Món này là tổng chiều dài của nó này sẽ đo là 21 cm, số 86 này, có giá là 100.000. Cái này có một cái thôi các bác. Tiếp theo chiều qua mẫu 87. Là cái cây trục tròn này, món này của nó là trục tròn sắt bạc phi 25 nhé. Ở ngoài đây có một phần gen là phi 24, trục tròn là phi 25, trục tròn sắt bạc nhé các bác. Món này thì chỉ có một cây thôi. Món này chiều dài phần trục tròn của nó tổng là được 71 cm, số 87 này. Này của em có giá là 100.000 nhé. 88. 88 là mẫu trục tròn sắt bạc phi 20, hai đầu sẽ có cái phần gối nhôm như này. Mỗi một cây trục nó sẽ có một bi. Đây, phi 20 nha các bác. Bi này, phần bi nó sẽ có 4 cái lỗ gen để các bác bắt ốc luôn nha. Chiều dài phần bi mẫu này là được 9,5 cm. Còn mẫu này chiều dài phần trục tròn của nó sẽ là 109 cm nhá. Mẫu số 88 này có giá là 180.000 một cây. Bác nào mua 2 cây thì sẽ có giá là 350.000 2 cây nha. Mỗi một cây sẽ có một cây sẽ có hai cái đầu gối nhá. Bên này có thì bên đầu kia cũng có nha. Mỗi một cây thì hiện tại chỉ có một bi thôi. Lúc này hiện tại thì em đang có dư mấy cây trục tròn, bác nào muốn mua thêm trục tròn thì báo em. Trục tròn thì hiện tại đang có giá là 200.000, là combo 2 cây phi 20 dài 109. Tiếp theo chuyển qua mẫu 89. 89 là bộ dây trượt này. Cái này của nó là một thanh dây lẻ, bản dây 20. Chiều nghiêng con này đo là 18. Kích thước của bi này. Mẫu này của bi này, ở đây bản rộng thì em đo được của nó là 43. Chiều dài của bi này sẽ đo được là 77. Phần thanh dây cũng khá là dài đây. Chiều dài phần thanh dây là 96 cm. Cái cây này gồm một cây dây và một bi trượt, có giá là 240.000 là cây này nhá. Đây, còn mẫu này. Mẫu này kích thước y chang, bản dây 20, chiều nghiêng đo là 18. Kích thước của bi giống luôn. Bản rộng của bi là 43, chiều dài của bi là 77. Mẫu này thanh dây thì sẽ dài hơn một chút. Phần thanh dây đo được là 108 cm. Mẫu này là mẫu số 90, gồm một cây dây, hai con bi trượt, có giá là 300.000 cây này. Còn đây là mẫu 91. 91 là combo gồm hai cây nhá. Mẫu này bản dây là 20, chiều nghiêng này. Chiều nghiêng mẫu này đo được là 16. Mẫu này sẽ có là hai dây và 5 bi trượt. Bản rộng của bi là 41, chiều dài của bi đo được là 61. Phần thanh dây. Phần thanh dây mẫu này đo được là 91 cm nha các bác. Bộ này các bác sẽ có 2 dây và 5 bi trượt, có giá là 500.000 bộ này. Mẫu số 92, kích thước là kích thước y chang mẫu số 91. Mẫu này các bác sẽ có 2 dây và 6 bi trượt. Các bác chốt là mẫu 560.000 nhá, mẫu số 92. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 93. 93 là cái bộ dây này. Bộ này của nó là bản dây là 20. Chiều nghiêng của nó này, chiều nghiêng của nó sẽ là 18 nha các bác. Nó cùng kích thước với cả cái mẫu số 89 và 90. Mẫu này bản bi này, 43, chiều dài là 80. Phần thanh dây mẫu này cũng dài này. Đấy, chắc dài trên 1 mét này. Chiều dài của nó là 108 cm. Bộ này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt, có giá là 700.000. Các bác chốt mẫu 93. Tiếp theo là mẫu 94. 94 là một cái bản dây, bản dây mỏng nha các bác. Cái này của nó là bản dây 42. Chiều nghiêng này, chiều nghiêng của nó đo được là 10, tức là 1 cm nha. Bản rộng của bi này, bản rộng của bi đo được là 60. Chiều dài của bi đo được là 55. Cái này phần thanh dây sẽ đo được là 56 cm. Bộ này các bác sẽ có 2 dây, 2 bi trượt, có giá là 300.000. Nặng lắm các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 95. 95 là một mẫu motor giảm tốc. Cái này nó có một cái phần lỗ trục này của nó là lỗ 18 nhá. Đây bên trong cái lỗ nó sẽ xuyên qua bên kia luôn nha. Phần mặt bích này. Phần mặt bích mẫu này bản rộng 11 cm, chiều dài đo được là 22 cm. Mẫu này các bác, trên đây sẽ có cái tem này, em tư các bác xem. 29W, điện 200V, Made in Japan. Cái này bên em sẽ đấu tụ. Đấu tụ cho các bác luôn. Các bác xài điện 220 nhá. Cái này khoảng 55 vòng trên phút. Số 95 có giá là 500.000 một chiếc. Lúc này hiện tại đang có khoảng tầm 4 cái. Điện 220, xài điện 220 bình thường nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu 96. Tiếp theo là mẫu 96.
một mẫu Vitme nha các bác. Mẫu này là Vitme B này. Ở đầu ngoài đây nó có một cái phần nhôm các bác, giống như của cái núm tay nắm ấy. Mẫu này phần đầu trục này, ở đây em sẽ đo của nó là phi 12. Phần Vitme mẫu này là phi 16 nhá. Mẫu này là Vitme B này. Ở đây là có cái phần gối bằng bằng nhôm này, mẫu này là hàng của THK Mỹ in Japan nha. Chiều dài phần ren của mẫu này là được 28 cm, tổng cả sản phẩm luôn được 35 cm, số 96. Đây của em có giá đang 100.000. Còn đây là mẫu 97. 97 này, một đầu sẽ có cái phần gối bằng nhôm. Còn đầu bên kia sẽ có một cái bi nha các bác. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10, phần Vitme là phi 14. Ở đây là cái phần bát ren, nó có cái phần đầu bơm mỡ này. Tổng chiều dài mẫu này đã đo được là 42 cm. Hành trình mẫu này bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này được là 28 cm nhá. Số 97 có giá là 100.000. Còn đây là mẫu 98. Một đầu ngoài có một cái phần gối bằng nhôm này. Đây quá. Đây, bên trong nó có cái phần lỗ trục này. Này, phần lỗ bên trong của nó là khoảng 10 ly. Phần Vitme là phi 15. Mẫu này là Vitme B nhá. Đầu bơm mỡ vẫn còn này. Mẫu này tổng chiều dài cả khung luôn được 43,5 cm. Mẫu này hành trình của nó này, hành trình mẫu này được khoảng 32 cm nhá. Mẫu số 98 có giá là 100k. Đây là mẫu 99. Một đầu có phần gối này, đầu bên trên kia này là có một cái bi. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10, phần Vitme là phi 15. Cũng là Vitme bi luôn nha các bác. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm này được là 57 cm. Mẫu này hành trình bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này được 42 cm nha các bác. Mẫu số 99. Cái cây này có giá là 100.000. Còn đây là mẫu 100. 100 cũng là Vitme B. Đầu trục ngoài là phi 10, phần Vitme là phi 15. Đây các bác, trên đây sẽ có một cái phần bát ren. Để nguyên như này đo tổng cả chiều dài sản phẩm được 61,5 cm. Hành trình mẫu này bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này được có 50 cm nha các bác. Mẫu số 100 này có giá là 100.000. Còn đây là mẫu 101. Một đầu sẽ có phần gối này, còn đầu bên trên này sẽ có một cái Make in Japan. Phần trục là 8 ly, phần Vitme là phi 15. Đây các bác, mẫu này tổng chiều dài cả sản ph�m luôn là được 49 cm. Mẫu này hành trình của nó này, ở đây có khoảng là 33 cm nhá. Mẫu số 101 có giá là 120.000. Còn đây là mẫu 102. Một đầu có gối này, còn bên trên này thì có một cái bi các bác. Phần đầu trục mẫu này là phi 12, phần Vitme là phi 20. Mẫu này Vitme to này, cái phần bát ren này cũng dài này các bác. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm được 52 cm. Mẫu này hành trình của nó này, hành trình của nó sẽ được khoảng tầm 35 cm nhá. Mẫu số 102 này có giá là 180.000. Đẹp lắm các bác. Tiếp theo là mẫu 103. 103 một đầu có gối này, đầu bên kia không có. Phần đầu trục là 10 ly, phần Vitme là phi 16. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm là được 29 cm. Hành trình mẫu này là 15 cm. Mẫu số 103 này có giá là 80.000. Còn đây là mẫu 104. Một đầu sẽ có phần gối nhôm nhé. Còn đầu trên thì có một cái bi. Phần đầu trục là 8 ly. Phần Vitme mẫu này là phi 15. Đây cũng có một cái bát ren. Mẫu này đo tổng cả chiều dài cả trục luôn 46,5 cm. Hành trình mẫu này được 33 cm. Số 104 này có giá là 120.000 một chiếc. Đối với cái mẫu này bác nào mua từ 2 chiếc trở lên thì sẽ được miễn ship luôn nhé. Tiếp theo là mẫu 105. 105 là cái mẫu màu đen này. Mẫu này phần đầu trục này, ở đây em đọc là phi 12, phần Vitme là phi 20. Hai đầu không có gì nhá. Tổng chiều dài cả sản phẩm luôn này, ở đây sẽ đọc là 69 cm. Mẫu này hành trình của nó là được khoảng 52 cm. Số 105 này có giá là 150.000. Còn đây là mẫu 106.
Con này phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít me là phi 15. Một đầu có gối nha. Mẫu này tổng chiều dài này em đo được là 63 cm. Mẫu này hành trình của nó được khoảng tầm 50 cm nhá. Mẫu 106 này có giá là 120.000 ạ. Tiếp theo là mẫu bao nhiêu đây? 107. 107 ở đây em có bộ combo gồm hai cây này. Hai cây trục tròn. Mẫu này ở đầu ngoài đây có một cái phần tay nắm bằng nhựa nhá. Trục tròn đo được là phi 12. Mẫu này cũng phi 12 luôn. Trên cái phần trục tròn nó sẽ có hai cái phần bánh răng chéo góc như này các bạn này. Đấy, bánh răng chéo góc này. Còn mẫu này cũng là trục tròn phi 12. Nó có một cái phần tay nắm bằng sắt này. Hai đầu nó có cả cái phần bi đĩa. Trên một cái trục tròn này cũng có hai cái phần bánh răng chéo góc như này nha các bác. Đấy, để em đo chiều dài này. Cái cây này màu đen này, chiều dài là tổng là 31 cm. Còn cây này chiều dài là được 50 cm. Combo được gồm hai cây đây, một ngắn một dài đây. Có giá là 150.000 nhá. Còn đây là mẫu 108. 108 là mẫu vít me bi này. Đây, phần vít me quay trơn tru nhẹ nhàng. Hai đầu sẽ có phần gối nhá. Đây đầu bên trên kia cũng có gối này. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 10. Phần vít me là phi 15. Cái phần mà khung của bát ren này, bên trên là có cả cái con lăn này. Cái này phần khung của nó bằng nhôm bên trên nhá. Bên trong nó sẽ có cái phần bát ren bằng sắt. Đây là vặn hết về xem hành trình mẫu này được bao nhiêu này. Đây, đấy, vặn hết về hành trình là nó sẽ nguyên zin như này các bác. Đây, hai cái phần đỡ khung nó sẽ ở đây luôn nhá. Mẫu này để nguyên và đo tổng cả phần gối hai đầu luôn là được 77 cm. Đây, đo hành trình bên trong là được 54 cm nhá. Số 108 này có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này đang có tầm 3 đến 4 chiếc luôn ấy. Chiếc nào cũng đều rất là mới và đẹp. Cái này các bác nhìn trên video kiểu nó bẩn bẩn như này thôi. Nó là cái mỡ nha các bác. Mỡ màu trắng ấy các bác, mỡ màu trắng đấy. Em để nguyên như vậy không lau đi. Nếu lau đi thì sẽ rất là sáng đẹp. Nhưng mà để nguyên vậy cho nó trơn tru. Tiếp theo chuyển qua mẫu 109 ạ. Mẫu 109 là cái bộ này. Ở trên đây nó có cái này của những cái hộp điều khiển này các bác. Đây là cái phần cầu điện nhá. Đây bên trên nó sẽ có hai cục này. Cái phần cái cục màu đen này nó ghi là điện AC 240V 15A. Bên dưới là DC 4 đến 32V này các bác, Made in Korea. Cái này phần khung mặt bích này của nó bằng sắt nhá. Đây bên trên nó có một hộp điều khiển này Made in Korea luôn này. Ở đây nó ghi thông số điện 20 đến 35V. Đây các bác, cái này không biết gọi là cái gì cho đúng đây. Mẫu số 109. Cái bộ khung này của em có giá là 150.000. Còn đây là mẫu 110. 110 là cái này. Ở đây nó có cái này kiểu như cái màn hình điện tử này các bác, Made in Japan nha. Ở đây là một cái màn hình này, nó bị vỡ rồi, nó bị vỡ. Này các bác cứ như là lấy đồ nghiên cứu thôi. Đây, mặt bên dưới này. Đây em. Đây bên dưới của nó này. Đấy, bên dưới nó cũng sẽ có các cái kiểu như các cái vỉ mạch, cái nguồn ấy. Còn đây bên trong này, bên trong cái phần khung màu sắt, bằng sắt này thì vẫn còn nguyên. Nhưng mà bên trên bên dưới thì nó bị bể rồi. Đây em sẽ đo sơ kích thước nhé. Này bản ngang của nó khoảng 14 cm. Chiều dài bên này được 30 cm nhé. Mẫu 110 này có giá là 200.000. Này em có một chiếc thôi các bác. Tiếp theo ở cuối video đây em có mấy cái cây trục tròn nữa này. Đây, mẫu cuối này đây em có mấy cây trục tròn này. Đây mẫu này các bác. Này của nó là trục tròn sắt đặc phi 30 nhá. Bên dưới nó sẽ có cái phần đế nhôm. Trên mỗi một cây trục nó sẽ có là hai bi như này. Kích thước của bi này, bản rộng là 7 cm, bên này cũng là 7 cm luôn. Trên đầu là cái phần bi nó sẽ có bốn cái lỗ ren, lỗ ốc này. Các bác bắt ren ốc nhá. Này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc đấy. Bên dưới sẽ là đế nhôm. Cái phần đế nhôm thì cũng rất là dày. Cái mẫu này thì em quên không đánh số nên các bác chốt cho em là trục tròn phi 30 có đế. Dài mẫu này là 2m6, là 260 cm. Một cây sẽ gồm là một trục này và hai bi trên này. Có giá là 900.000 một cây. Bác nào muốn mua mấy cây thì báo em nhé. Cái loại này thì bác nào mà muốn cắt đôi là mua nửa cây thôi ấy. Mua nửa cây cũng bán nhé. Nửa cây sẽ có giá là 450.000. Không có tính phí cắt nha. Cắt là hỗ trợ cắt cho các bác. Mua nửa cây cũng bán. Còn nguyên cả một cây dài như này là 2m6 đấy. 2m6 sẽ có giá là 900.000 nha các bác. Đấy, 900.000. Đây là phi 30 nha các bác. Loại to đấy. Mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo, các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm ảnh của nó nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.